Chào tất cả các em học sinh yêu quý. Trong chương trình ngữ văn trung học phổ thông, đặc biệt là lớp 11, chúng ta đã học một số thể loại văn học ở phần trước, đó là thơ và truyện. Nhưng bên cạnh thơ và truyện, chúng ta còn học về kịch và nghị luận. Ở bài học hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu thêm về một số thể loại văn học là kịch và nghị luận. Chúng ta cùng ghi nha đề bài học là kịch và nghị luận. Cái hình minh họa ở đây là tạo hình nhân vật Hồn Trương Ba trong vở kịch Hồn cho ba giàng thịt của Lưu Quang Vũ người thủ vai Hồn cho ba ở đây là nghệ sĩ nhân dân Trọng Khôi ở bài học này chúng ta cần phải chú ý một số những nội dung cơ bản và nổi bật sau đây thứ nhất là về kịch từ phần kịch này chúng ta sẽ chú ý một số điểm vấn đề đầu tiên là khái lược về kịch trên bảng chúng ta nhận thấy chân dung của nhà thơ nhà viết kịch nổi tiếng Lưu Quang Vũ Ờ, bên cạnh là bìa cuốn sách tuyển tập kịch của Lưu Quang Vũ. Thế Thì ở phần này chúng ta sẽ chú ý một số nội dung chính sau đây. Ờ, trước hết ở phần A nhỏ chúng ta sẽ điểm lại một vài cái tác phẩm hoặc đoạn trích kịch bản văn học mà chúng ta đã từng học ở các cấp học. Ờ, một số tác phẩm kịch mà các em đã học có thể kể đến là tác phẩm Quan Âm Thị Kính với cái đoạn trích là Nội oan hại chồng. ta em cũng đã từng học và Ông ruốc đanh mặc lễ phục là hài kịch của Moliere à, Cái đoạn này ta học ở lớp 8 à, Ngoài ra ta còn biết đến vở kịch Bắc Sơn à, Với lại à, một đoạn trích trong vở kịch Bắc Sơn Một đoạn trích trong vở kịch Vũ Như Tô Đấy là vĩnh biệt cửa trùng đài của Nguyễn Hình Tưởng à, Bắc Sơn thì ở cuối lớp uh, 8 à, Và Vũ Như Tô, với biệt trùng đài thì ta thấy ở cuối lớp 11 ở ngoài đó ta có thể biết đến những đoạn trích như vở kịch nổi tiếng của Lưu Quang Vũ Tôi và chúng ta ở à, sách lớp 9 hay Romeo Juliet của Shakespeare, à, trích đoạn tình yêu thù hận ở lớp 11. Ở à, đây là một số những tác phẩm kịch à, dù là của người Việt hay là của nước ngoài thì chúng ta cũng đã học và biết về các tác phẩm kịch rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu à, những cái à, đặc trưng cơ bản của cái thể loại này. Đây là chân dung một số nhà viết kịch nổi tiếng. À, bên kia là ta nhìn thấy nhà viết kịch uh, Nguyễn Huy Tưởng. À, giữa này là Lưu Quang Vũ, uh, Lưu Quang Vũ, còn đây là William Shakespeare. Đó là một số nhà viết kịch uh, tiêu biểu mà chúng ta đã từng biết đến. Đây là một cái hình ảnh uh, trong cái vở chèo Quan Âm Thị Kính của dân gian. Uh, đây là một hình ảnh trong vở chèo Kim Nham. Đấy, cũng là một trong những vở chèo nổi tiếng của người Việt. ở đây là một uh, hình ảnh trích trong vở kịch Romeo và Juliet uh, của Shakespeare. Uh, thế thì từ đây ta có thể đi đến uh, vấn đề về khái niệm kịch. Chúng ta chú ý là phần b nhỏ là khái niệm kịch. Thì phần khái niệm kịch có một số điểm sau đây, các em cảm thấy nhớ này. Thứ nhất, kịch là một loại hình nghệ thuật tổng hợp có sự tham gia của nhiều người như là đạo diễn, diễn viên, họa sĩ, nhà công vũ đạo, ca sĩ, cho đến kỹ thuật âm thanh, ánh sáng và kỹ thuật ghi hình. À, trong đó thì ba đối tượng quan trọng nhất <laughs> là kịch bản, đạo diễn và diễn viên. À, tuy nhiên, trong cái chương trình văn học chúng ta học thì chủ yếu là chúng ta nhấn mạnh đến kịch bản thôi. Thế còn đạo diễn và diễn viên thì thường là gì? Là phải trong các vở kịch được diễn xuất trên sân khấu. À, vì vậy, ta hiểu là chỉ có kịch bản thì mới thuộc phạm vi của văn học. À, chúng ta học các đoạn trích ví dụ như tôi và chúng ta hay là vĩnh biệt của trùng đài hay là hồi ba giang thịt đều là học kịch bản văn học. Ờ à, cái điểm thứ ba à, trong cái phần về kịch là chúng ta phải hiểu là kịch ấy thì tái hiện những xung đột trong cuộc sống qua diễn biến của cốt truyện, tức là diễn tiến của cốt truyện kịch, qua lời thoại và hành động của các nhân vật trong kịch. à về mặt dung lượng thì nội dung lượng nội dung của kịch ờ à, tức là dung lượng nội dung ấy, hiện thực của kịch thì nó không lớn như là chuyện nhưng cũng không gây lắng động mạch cảm xúc như thơ ca đây vẫn là tạo hình nhân vật hồn chương 3 trong vở kịch hồn ba giang thịt của lê quang vũ ở à, cái nội dung thứ ba mà ta sẽ xét ở đây là đặc trưng của kịch đặc trưng của kịch thì có một số đặc trưng cơ bản sau đây à, thứ nhất là xung đột kịch thì các em hiểu rằng à, cái đối tượng phản ánh của kịch ấy nó là những mâu thuẫn xung đột gai gắt căng thẳng cần phải giải quyết trong đời sống xã hội và con người vì vậy nó tạo nên xung đột kịch à, đây là cái hình ảnh à, minh họa trong vở kịch hồn Chương ba rằng thịt à, xung đột giữa lý trưởng với lại vợ chồng à, người hàng à, tức là hồn châu ba trong xác hàng thịt à, vấn đề thứ hai à, chúng ta cũng nhận thấy là đây là một cái bức ảnh chụp lại cái cảnh à, Nhà với kịch lưu quang vũ à, với lại họa sĩ doãn châu chuẩn bị sân khấu cho việc diễn phở kịch hồn ba giang thịt với hình ảnh mổ lợn thì ở đây chúng ta chú ý tiếp về xung đột kịch như sau xung đột kịch thì có vai trò quan trọng nhất nó tạo cái tính kịch tính hấp dẫn và tính lôi cuốn cho vở kịch xung đột kịch thì có thể gồm thấy hai loại là xung đột bên ngoài thì lấy là xung đột giữa nhân vật với nhân vật giữa nhân vật với gia đình giữa nhân vật với lại xã hội hoặc là với thời đại À, ngoài ra thì còn có xung đột bên trong, đột bên trong tức là xung đột trong nội tâm uh, của nhân vật về hành động kịch thì ta có thể hình dung uh, như sau hành động kịch ấy, là do nhân vật kịch thể hiện nó góp phần thể hiện xung đột kịch thứ hai hành động kịch là sự tổ chức cốt truyện với các tình tiết theo một diễn biến logic chặt chẽ và nhất quán à, đây là ước ảnh chụp tạo hình các nhân vật Vũ Như Tô và Đan Thiềm trong vở kịch à, Vũ Như Tô của Nguyễn Huy Tưởng à, Ví dụ chúng ta nhận thấy như này này à, Trong vở trèo Quan âm thị kính à, của dân gian ấy, Thì cái hành động thị kính cắt râu thiện sĩ Đã tạo nên án oan Đấy là một trong những hành động kịch rất là quan trọng Hay Ví dụ như trong cái vở kịch Vũ Như Tô Thì việc Vũ Như Tô quyết định Dựa vào quyền uy và tiền bạc của Lê Tương Dực Để xây cửa trùng đài Đã tạo nên cái xung đột này, Cho cái vở kịch này và sau đấy chúng ta nhận thấy rằng là đấy là cái xung đột lớn lao giữa cái lợi ích của quần chúng dân lao động với lại cái khát vọng của người nghệ sĩ. À, vấn đề tiếp theo là về nhân vật kịch nhân vật kịch thì chúng ta hiểu rằng là gì à, bằng cái lời thoại và hành động thì nhân vật kịch thể hiện cái tính cách thể hiện xung đột kịch qua đó thì thể hiện chủ đề của vở kịch à, thứ hai nhân vật kịch ấy, thường bộc lộ đặc điểm tính cách qua hành động và ngôn ngữ À, thứ ba nhân vật kịch ấy, thì gồm có nhân vật chính nhân vật phụ nhân vật chính diện nhân vật phản diện và vân một cái đặc điểm nữa đặc trưng nữa của kịch là về cốt truyện kịch thì cốt truyện kịch ta có thể hiểu à, như sau à, sự phát triển của xung đột à, kịch ấy, thì nó kéo theo sự, sự phát triển của cốt truyện kịch à, cốt truyện kịch thì phát triển theo xung đột kịch à, qua các giai đoạn mở đầu bạn nhớ là cái uh, cốt truyện uh, kịch nó sẽ là gì đầu tiên là mở đầu sau là thắt nút rồi phát triển rồi đỉnh điểm rồi giải quyết cái giờ nó hơi khác so với lại cốt truyện của chuyện uh, cốt truyện của chuyện thì lại mở đầu phát triển thắt nút đỉnh điểm rồi kết thúc như vậy chúng ta nhận thấy là gì là ở cốt truyện của kịch ấy thì thắt nút được đảo lên trước rồi mới phát triển trong khi cốt truyện của chuyện thì lại phát triển rồi mới đến thắt nút Đấy là chúng ta hình dung cái điểm khác biệt cơ bản à, giữa cái cốt truyện của kịch và cốt truyện của truyện. Về ngôn ngữ kịch, chúng ta hình dung rằng là ngôn ngữ kịch ấy, nó được thể hiện trong lời thoại, thường mang tính hành động và khẩu ngữ, làm nổi bật cái tính cách của nhân vật. À, ngôn ngữ kịch thì nó gồm có 3 loại, bạn có thể nhận thấy rằng, à, gồm 3 loại, sau loại thứ nhất là đối thoại. Đối thoại là lời nhân vật nói với nhau, đấy gọi là đối thoại thứ hai là lời là độc thoại độc thoại đấy là gì là lời nhân vật à, tự nói với mình để bộc lộ tâm trạng thứ ba là bàng thoại bàng thoại là lời nhân vật nói với người xem đấy, ví dụ như là à, đang diễn như thế này tự nhiên diễn viên lại hướng xuống sân khấu và hỏi là gì à, các bác thấy có phải không và các bác cho tôi hỏi vân đấy vân thì đấy là gì là lời bàng thoại à, nhìn chung ta nhận thấy là ngôn ngữ kịch thì nó có tính hành động và tính khẩu ngữ rất là cao đây là cái đoạn hề trèo xưng danh ở trong hề trèo của người Việt à về mặt thời gian không gian trong kịch thì ta có thể hiểu như thế này là thời gian không gian trong kịch ấy, có thể là một địa điểm cũng có thể là nhiều địa điểm à có thể là một ngày có thể là nhiều ngày có thể là hàng năm có thể là nhiều năm cũng có thể là nhiều thế hệ về bố cục của kịch thì một vở kịch được chia thành nhiều màn tức là nhiều hồi khác nhau mỗi màn hay còn gọi là hồi được chia thành nhiều lớp hay còn gọi là cảnh khác nhau. Về phân loại kịch, người ta hình dung như này này. À, người ta căn cứ à, nếu như căn cứ vào tính truyền thống hiện đại thì người ta chia thành à, kịch dân gian à, bao gồm trèo, tuồng, cải lương, à, kịch cổ điển là trước à, thế kỷ 20 và kịch hiện đại là từ thế kỷ 20 trở đi. Nếu căn cứ vào nội dung tính chất à, ý nghĩa của xung đột thì người ta chia kịch thành ba loại là bi kịch, hài kịch và chính kịch. Bi kịch thì thường là gì? Là nó gợi lên cái nỗi xót xa thương cảm và thường là kết bằng cái chết của nhân vật chính. anh à như chúng ta thấy là Romeo Juliet hay là Vĩnh biệt của Trùng Đài hay là Hồn Nhân Văn Thiền Thịt thì về cơ bản nó đều là thuộc dạng có tính chất bi kịch. À, loại thứ hai là hài kịch. Hài kịch ấy, thì thường làm bật lên cái tiếng cười chế giễu mỉa mai. Ví dụ như là trường giả học làm sang của Moliere thì đấy là hài kịch. À, ngoài ra thì còn có chính kịch chính kịch thì thường phản ánh mâu thuẫn xung đột trong cuộc sống hàng ngày à, với cả bi lẫn hải kết hợp thì người ta có thể nhận thấy là vở kịch tôi và chúng ta à, của Lê Quang Vũ thì đấy chính là gì là chính kịch nếu như căn cứ vào hình thức ngôn ngữ trình diễn thì người ta chia kịch thành ba loại là kịch thơ kịch nói và ca kịch à, kịch thơ thì chủ yếu là lời thoại là nó bằng thơ kịch nói thì lời thoại bằng ngôn ngữ đời thường còn ca kịch là cái loại kịch mà lời thoại nó bằng lời hát như tuồng như trèo như cải lương vâng đây là một cái trích ảnh trong vở trèo quan âm thị kính à, nổi tiếng của người Việt à, đây là một đoạn trích trong vở kịch hồn cho ba giang thịt của lưu quang vũ à, đây là một cái hình ảnh về chiếu trèo ở bắc bộ à, chèo này thì thường nổi tiếng rất nổi tiếng là ví dụ như ở Thái Bình Đấy. À, đây là chèo ở trong lễ hội, Đấy. đây là hình ảnh uh, chụp lại cái nhân vật trong tuồng, hay ví dụ đây là liên hoan tuồng cổ ở bạc liêu ở à, đây là hình thức uh, sân khấu khác là cải lương, à, cũng là một dạng kịch có thể hiểu nó là ca kịch. Uh, còn đây là hình ảnh về Romeo Juliet trong trích đoạn một cái vở kịch của Shakespeare à, chúng ta chuyển sang phần 4 nhỏ lấy yêu cầu về đọc kịch bản văn học. Thì khi đọc kịch bản văn học ấy thì chúng ta phải chú ý mấy yêu cầu sau đây. Đầu tiên là các bạn phải tìm hiểu xuất xứ của kịch bản văn học đó. À, tức là trước chúng ta phải đọc kỹ cái lời giới thiệu, tiểu dẫn để hiểu về tác giả, tác phẩm, hiểu về hoàn cảnh ra đời của cũng như vị trí đoạn trích hay là toàn tác phẩm. À, chẳng hạn À, bây giờ ta đọc hiểu cái đoạn trích Vĩ biệt Cửu Đồng Đài à, của Vũ Như Tô, tức là trong kịch Vũ Như Tô của Nguyễn Huy Tưởng. Thì ta cần phải chú ý lấy một số những cái nét về tác giả tác phẩm như sau chẳng hạn. À, về tác giả, thì Nguyễn Huy Tưởng là nhà văn có thiên hướng khai thác đề tài lịch sử. Về tác phẩm ấy, thì ta nhớ là hoàn cảnh ra đời của nó là kịch Vũ Như Tô được viết vào năm 1941 lấy cái bối cảnh lịch sử à, xảy ra ở Thăng Long khoảng năm 1516, 1517. Về vị trí của đoạn Chí Vĩ Cửu Đồng Đài thì nó thuộc hồi thứ năm Vâng đấy thì những cái chi tiết tìm hiểu như thế sẽ giúp chúng ta có thể hiểu rõ hơn về kịch bản văn học. À, cái bước thứ hai khi ta đọc kịch hiểu kịch bản văn học là ta phải cảm nhận được lời thoại các nhân vật bởi vì tất cả mọi cái đặc điểm của tính cách nhân vật cho đến xung đột đến mâu thuẫn đến uh, nội dung tư tưởng của kịch đều được bộc lộ qua lời thoại. Thế thì ta cảm nhận lời thoại nhân vật khi cảm nhận lời thoại nhân vật thì cần lưu ý là trước hết chúng ta phải xác định được quan hệ giữa các nhân vật à, Sau đó ta tìm hiểu đặc điểm tính cách của từng nhân vật được bộc lộ Qua cái lời thoại đấy Đấy chẳng hạn à, Khi đọc hiểu đoạn trích Vĩnh biệt Dùng Đài Trích trong vở kịch à, Vũ Như Tô của Nguyễn Thị Tưởng Thì à, Ta cần phải chú ý quan hệ giữa Đan Thiềm và Vũ Như Tô Là quan hệ chiêm chư kỷ Về tính cách ấy, Thì Vũ Như Tô à, Là một nghệ sĩ thiên tài đấy, Có nhân cách Có hoài bão à, Có lý tưởng nghệ thuật cao cả Thế nhưng lại có nhiều những lầm lạc trong suy nghĩ và hành động à, trong khi đó đan thiềm ấy thì lại là một người mà rất là trân trọng đam mê cái tài ấy, luôn tỉnh táo sáng suốt à, luôn thức thời và biết thích ứng à, với lại hoàn cảnh à, cái nội dung thứ ba khi ta đọc um, hiểu kịch bản văn văn học là ta phải phân tích được hành động kịch thì phân tích hành động kịch thì các em phần lưu ý như thế này là cần phải xác định được cái xung đột chủ yếu Uh, xung đột thứ yếu Rồi phân tích diễn tiến và kết quả Của từng xung đột trong kịch uh, Chẳng hạn uh, khi đọc hiểu đoạn Trích Vĩnh trùng Cửu Trung Đài uh, Trích vở kịch Vũ Như Tô của Nguyên Tưởng Thì ta cần phải chú ý xung đột chính của vở kịch Nó có hai xung đột Cái xung đột thứ nhất hay còn gọi là mâu thuẫn thứ nhất Đấy là gì? Là xung đột Giữa giai cấp thống trị thối nát Xa hoa, trị lạc Với nhân dân đau khổ, lầm than Cái cách giải quyết Xung đột này của tác giả là cuối cùng vua Lê Tương Dực thì bị giết, đại thần Nguyễn Vũ thì tự sát, cửa trung đài thì bị đốt. À, cái mâu thuẫn thứ hai ở đây là cái hình ảnh trong vở kịch dạ cổ Hoài Lang của miền Nam. Cái mâu thuẫn thứ hai người ta có thể nhận thấy là gì? Đó là cái mâu thuẫn giữa quan niệm nghệ thuật cao siêu, thuần túy của muôn đời với lợi ích trực tiếp, thiết thực của nhân dân. À, cái mâu thuẫn này thì được giải quyết à, chưa dứt khoát à, bởi vì qua cái cách giải quyết của Nguyễn Huy Tưởng ở trong vừa kịch này ta thấy là chân lý vừa thuộc về Vũ Như Tô lại vừa thuộc về nhân dân lao động à, như vậy có thể nhận thấy rằng hai cái mâu thuẫn này nó có quan hệ mật thiết và tác động lẫn nhau nó làm nên cái điểm đặc sắc của cái đoạn trích vĩnh biệt của trùng đài sau đó người ta tiến hành nêu chủ đề tư tưởng của cái kịch bản văn học à, chẳng hạn là phải nhớ rằng là gì qua diễn tiến xung đột à, rồi thái độ hành động số phận của nhân vật thì ta nêu cái chủ đề tư tưởng ý nghĩa xã hội của tác phẩm cũng như giá trị của tác phẩm à, ví dụ bây giờ ta vẫn đọc hiểu cái đoạn trích vĩnh biệt của dòng đài à, trích kịch vũ như tô nguyễn tư tưởng thì ta nhận thấy rằng cái chủ đề à, của cái văn bản này à, đó là gì là tác giả đã đặt ra những cái vấn đề có nghĩa muôn thỏ và cái đẹp về cái mối quan hệ à, giữa người nghệ sĩ với lại nhân dân Tác giả cũng bày tỏ cái niềm cảm thông, trân trọng, sâu sắc đối với người nghệ sĩ tài năng, dù khát vọng nhưng phải chịu cái số phận đau thương. Đấy là những vấn đề về kịch. Chúng ta chuyển sang vấn đề thứ hai là về nghị luận. Thế về nghị luận thì chúng ta đã từng học nhiều văn bản nghị luận. Trong đấy rất nổi tiếng là cái văn bản Ba Cống Hiến Vĩ Đại của Các Mác. À đây vẫn là chân dung của Các Mác. Còn Ba Cống Hiến Vĩ Đại của Các Mác chúng ta đã học ở bài học trước rồi. Thì về phần nghị luận. Chúng ta cần phải nắm một số nội dung cơ bản sau đây Thứ nhất là khái lược về nghị luận Trong phần khái lược về nghị luận Người ta hiểu như sau A là về khái niệm à, Nghị luận là một thể loại văn học Dùng lý lẽ, phán đoán, chứng cứ Để bàn luận về một vấn đề nào đó Ví dụ như xã hội, như chính trị, như văn học Nhằm tranh luận, thuyết phục, bác bỏ, khẳng định, phủ nhận Đấy Giúp người đọc hiểu rõ vấn đề nêu ra Về đặc trưng của văn nghị luận ấy, Thì đặc trưng văn nghị luận có mấy đặc trưng sau đây Thứ nhất là văn nghị luận thường dùng lý lẽ Phán đoán, chứng cứ Để bàn luận về một vấn đề nào đó Thuộc về văn học, thuộc về đời sống Thứ hai Là vấn đề đưa ra như một câu hỏi Cần được giải đáp Làm sáng tỏ, rồi bàn về cái đúng, cái sai Khẳng định hoặc bác bỏ Để người nghe hoặc người đọc Đồng tình, chia sẻ quan điểm Và niềm tin của người viết Cái thứ ba, sức hấp dẫn của văn nghị luận là tư tưởng sâu sắc, mạch lạc, tinh tế trong diễn đạt, chặt chẽ trong kết cấu. Quan điểm thì rõ ràng, minh bạch. Đặc biệt, đặc trưng thứ tư của văn nghị luận là văn nghị luận thì sử dụng nhiều thao tác như giải thích, chứng minh, phân tích, bình luận, so sánh, bác bỏ để giúp người đọc hiểu được vấn đề. Về mặt phân loại, ấy, thì căn cứ người ta có nhiều cách phân loại. Cái thứ nhất, nếu như căn cứ vào thời gian xuất hiện thì người ta chia thành nghị luận dân gian, ví dụ như tục ngữ chẳng hạn. Đấy, rồi là gì? Nghị luận trung đại. À, tiêu biểu là các thể loại như là chiếu, hịch, cáo, thư dụ. Rồi nghị luận hiện đại, ví dụ như tiêu biểu là tuyên ngôn, lời kêu gọi, xã luận và vân vân. Thứ hai, nếu căn cứ vào đối tượng và vấn đề nghị luận thì người ta sẽ chia nghị luận thành nghị luận xã hội chính trị hay còn gọi là văn chính luận và nghị luận văn học. Đấy là các cái sáng các cái bài viết phê bình nghiên cứu phân tích văn học cái nội dung thứ hai là yêu cầu đọc văn nghị luận người ta nhớ là khi đọc văn nghị luận cần phải chứa một số yêu cầu sau đây à, thứ nhất là các em vẫn phải tìm hiểu về thân thế tác giả hoàn cảnh ra đời của tác phẩm thứ hai là các em cần phát hiện chính xác luận đề và hệ thống luận điểm của văn bản nghị luận thứ ba là các em cần đánh giá chính xác về giá trị của hệ thống luận điểm trong văn bản thứ tư là ta cần phải tìm hiểu phương pháp luận chứng làm sáng tỏ luận đề luận điểm của văn bản. Thứ năm là cần phải tìm hiểu và đánh giá thái độ cảm xúc tình cảm của người viết trong văn bản. Và thứ sáu là ta cần phải tìm hiểu đánh giá sự đặc sắc độc đáo riêng của mà người viết thể hiện trong văn bản. ở Phần ghi nhớ thì chúng ta xem phần này trong giáo khoa Đấy, vì ở phần này này giáo khoa người ta đã viết cẩn thận kỹ lưỡng rồi. Đấy, chẳng hạn à, sẽ có khoa lưu ý hai ghi nhớ như sau thứ nhất kịch tái hiện những xung đột trong cuộc sống qua diễn tiến của cốt truyện kịch Đấy, qua lời thoại và hành động của các nhân vật kịch văn nghị luận thì lại trình bày trực tiếp tư tưởng quan điểm tình cảm với những vấn đề mà xã hội quan tâm bằng lý lẽ chứng cứ có sức thuyết phục Đấy, trên cơ sở ta đã tìm hiểu về kịch và nghị luận người ta sẽ cùng luyện tập nhanh các bài tập sau khoa này Bài tập thứ nhất người ta yêu cầu các em như sau phân tích xung đột kịch à, trong cái đoạn trích tình yêu và thù hận trích kịch Romeo và Juliet của Shakespeare thì ở đây chúng ta cần phải nhớ là như thế này thực chất ở đoạn trích này thì nó không có xung đột giữa tình yêu và thù hận à, chỉ có một tình yêu à, vượt lên trên nền của thù hận cho nên xung đột trong đoạn trích là xung đột tâm trạng ở đó ta nhận thấy cái tình yêu trong sáng say mê mãnh liệt của Romeo và Juliet đã bất chấp vượt lên trên thuận đấy, Romeo thì sẵn sàng từ bỏ tên họ rồi dòng họ của mình Juliet thì băn khoăn không biết Romeo có vượt qua được sự cản trở của gia đình và dòng họ để tiếp tục theo đuổi tình yêu hay không Ở bài số 2 ấy, người ta yêu cầu kem là lập luận tức là phân tích đấy, cái nghệ thuật lập luận trong cái văn bản ba công hiến vĩ đại các mác thực ra văn bản này chúng ta vừa mới học xong có thể đã giảng các em rất kỹ lưỡng về cái À, nội dung tư tưởng trình tự lập luận này, cũng như cái giá trị độc đáo của văn bản. Ở đây thầy không phân tích lại, à, thầy chỉ nhắc nhanh lại một vài nội dung sau đây để bạn lưu ý này. Thứ nhất là trong cái văn bản Ba à, công hiến vĩ đại của các mác thì engen đã sử dụng sáng tạo cái nghệ thuật so sánh tầng bậc nhằm làm nổi bật công hiến vĩ đại của các mác với sự tiến bộ của nhân loại. Ở à, trong cái hệ thống luận điểm rõ ràng và quan trong bài thì cái hệ thống luận điểm rất rõ ràng và quan hệ chặt chẽ với nhau. À, thứ nhất, uh, Engel thông báo chính xác ngày giờ thời điểm qua đời của Mark Sau đó, thì Engel tập trung đánh giá sự nghiệp của ông. À, đấy là gì? Sự nghiệp của Mark là ba công hiến vĩ đại, bao gồm thứ nhất, tìm ra quy luật phát triển của xã hội. À, thứ hai, phát hiện ra cái quy luật uh, giá trị thặng dư. Và thứ ba là phát hiện ra quy luật vận động và phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Sau đó, thì Engel bày tỏ cái sự tiếc thương của mình. À, và của những uh, công xã các công nhân lao động toàn thế giới đối với lại người đã khuất. À, như vậy, vào ngày hôm nay tôi đã hướng dẫn các em tìm hiểu về một số thể loại văn học bao gồm kịch và nghị luận. À, những kiến thức này uh, sẽ giúp các em hiểu một cách sâu sắc hơn về các văn bản kịch và nghị luận mà chúng ta đã học. À, đồng thời, nó cũng sẽ giúp các em nâng cao được cái điểm số trong việc làm các kiểu bài liên quan tới các thời loại này. Chúng ta đã gần như hoàn thành các bài về các thao tác lập luận trong chương trình ngữ văn lớp 11 và cũng đã xem xét một số hình thức kết hợp mà ví dụ như thao tác lập luận phân tích với thao tác lập luận so sánh. Ở bài học hôm nay, thầy sẽ tiếp tục giúp các em luyện tập phần vận dụng kết hợp các thao tác lập luận. Chúng ta cùng ghi nha để bài học là luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận thế hey, thì trước hết ở bài học này chúng ta sẽ hệ thống nhanh lại về mặt lý thuyết uh, là chúng ta đã học các thao tác lập luận sau đây thứ nhất là thao tác lập luận chứng minh tức là dùng lý lẽ dẫn chứng để người đọc người nghe tin một vấn đề nào đó trong đời sống văn học thứ hai là thao tác lập luận uh, giải thích ở đấy là người ta dùng lý lẽ dẫn chứng để giúp người đọc người nghe hiểu một vấn đề nào đó trong đời sống uh, hoặc văn học. Thứ ba là phân tích. Phân tích thực chất là chia nhỏ đối tượng thành các yếu tố, bộ phận để xem xét và khái quát bản chất vấn đề. Uh, ở đây, khi dụng thao tác phân tích thì tác giả sẽ chia vấn đề uh, giúp tìm hiểu cặn kẽ để thấu đáo về vấn đề. Thao tác lập luận thứ năm mà chúng ta đã học là thao tác luận so sánh. So sánh tức là nhằm đối chiếu hai hay nhiều sự vật hoặc các mặt trong cùng một sự vật để tìm ra điểm giống và khác nhau uh, giữa các sự vật. Từ đó thì nhận định rõ ràng đặc điểm giá trị của sự vật, của hiện tượng. Thông lập luận thứ năm mà chúng ta đã học là thông lập luận bác bỏ. Uh, bác bỏ tức là dùng lý lẽ, dẫn chứng để gạt bỏ quan điểm, ý kiến sai. Uh, từ đó thì khẳng định cái uh, cái cái ý kiến, quan điểm đúng. À, như vậy à, đấy là một số những cái thao tác lập luận mà chúng ta đã học mà thầy nhắc nhanh lại về mặt lý thuyết để chúng ta nhớ Bây chúng ta sẽ tiến hành luyện tập à, kết hợp các thao tác lập luận thì phần luyện tập này à, liên quan đến các bài tập sau khoa như sau bài 1 này đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi người đầu tiên chịu ảnh hưởng pháp rất đậm là thế lữ nhưng đến năm 1936 ảnh hưởng pháp lại thấm thía thêm một tầng nữa trong thơ Thế Lữ ta chỉ thấy ẩn hiện đôi nhà thơ Pháp về uh, thời lãng mạn. Xuân Diệu, nhà thơ ra đời hồi bấy giờ mới một cách rõ rệt. Với Thế Lữ, thiên nhân ta còn nuôi giấc mộng lên tiên, một giấc mộng rất xưa. Xuân Diệu đốt cảnh bồng lai và xuôi nấy về hạ giới. Với một nghệ thuật tinh vi đã học được của Baudelaire, Xuân Diệu diễn tả lòng ham sống bồng bột trong thơ đơn Noai và trong văn Ghi Ảnh hưởng Pháp trong thơ Việt đến Xuân Diệu là cực điểm. Qua năm 1938, Huy Cận ra đời nó bắt đầu xuống mặc dầu Huy Cận cũng chịu ảnh hưởng thơ pháp gần đây nhất là ảnh hưởng Vác Lên à, Trái hẳn với lối thơ tả chân có lối thơ Hàn mặc tử trên Lan Viên cả hai đều chịu rất nặng ảnh hưởng Baudelaire và có Baudelaire ảnh hưởng nhà văn Mỹ Edgar Poe tác giả tập truyện lại có khác chăng là trên Lan Viên đã đi từ Baudelaire Edgar uh, Edgar Poe đến thơ đường mà Hàn mặc tử đi ngược lại từ thơ đường tới Baudelaire Edgar Poe và đi thêm một đoạn thơ nữa, đoạn nữa cho gặp kinh thánh của đạo Thiên Chúa. viết xong đoạn trên này đọc lại tôi mới thấy, tôi thấy khó chịu. Mỗi nhà thơ Việt Nam hình như mang nặng trên đầu năm bảy nhà thơ Pháp. Ấy chỉ vì tôi tìm ảnh hưởng để chia xu hướng. Sự thực đâu có thế, tiếng Việt, tiếng Pháp khác xa nhau. Hồn thơ Pháp hễ chuyển được vào Việt, vào thơ, Việt là đã Việt hóa hoàn toàn. Sự thực từ khi tôi xem thơ Xuân Diệu, tôi không nghĩ đến Noai Thi văn pháp không làm mất bản sắc Việt Nam Những sự mô phỏng ngu muội lập tức bị đào thải Đây là một cái đoạn trích Trong thiên nhân Việt Nam của Hoài Thanh Hoài Trân Đây thì cái bài tập uh, Chúng ta thấy yêu cầu uh, cần phải giải quyết như sau Thứ nhất Ở phần A người ta hỏi các em là gì uh, Đoạn trích này viết về vấn đề gì như à, vậy thì ở đây ta nó chính là liên quan đến vấn đề Về nội dung đoạn trích uh, Ta thể thấy rằng uh, toàn bộ cái nội dung đoạn trích này Đoạn trích ấy, nó viết về cái sự ảnh hưởng Mạnh mẽ của dòng thơ lãng mạn pháp đối với các nhà thơ trong phong trào thơ mới ở trong đoạn trích này thì tác giả đã khẳng định cái ảnh hưởng trong giao lưu là tất yếu ở thứ hai thơ pháp thì vẫn không làm mất cái bản sắc riêng của thơ việt không làm mất đi cái phong cách riêng của các nhà thơ việt nam sau đó người ta hỏi kem là gì tác giả các tác giả đã sử dụng thao tác lập luận nào là chủ yếu ngoài ra trong đoạn trích còn có thao tác lập luận nào khác nữa không như vậy ta thể nhận thấy rằng trong toàn bộ đoạn trích này nên tác giả chủ yếu sử dụng thao tác lập luận là chủ yếu. Ngoài ra, thì ông còn sử dụng uh, các thao tác lập luận khác như thao tác phân tích để làm nổi bật vấn đề được nêu ra. Bên cạnh đó, thì ở phần cuối là có thao tác bác bỏ và bình luận. À, câu thứ ba này, có thể quan niệm một bài văn hay đoạn văn càng sử dụng được nhiều thao tác lập luận thì càng có sức hấp dẫn không? Và xuất phát từ đâu để có thể chọn chính các xác các thao tác lập luận và vận dụng tổng hợp các thao tác đó trong một bài đoạn văn cụ thể? và phải dựa vào đâu để đánh giá mức độ thành công của việc vận dụng tổng hợp nhiều thao tác lập luận khác nhau như vậy ở trong cái ý này người ta có thể hiểu uh, như sau uh, uh, chúng ta có thể tách thành phần c nhỏ uh, đấy là gì sử dụng kết hợp các thao tác lập luận uh, thông thường thì một bài văn ấy, có sức lôi cuốn thường sử dụng nhiều thao tác lập luận uh, thao tác lập luận được sử dụng phải phù hợp với lại nội dung của bài văn của đoạn văn thứ ba là cần xuất phát từ vấn đề được bàn luận trong bài văn, trong đoạn văn để chọn thao tác lập luận cho phù hợp. Thứ tư, cần phải dựa vào sức lôi cuốn, thuyết phục của nội dung trong bài văn đạt đến mức độ nào để đánh giá cái sự thành công của việc vận dụng tổng hợp nhiều thao tác à, lập luận. Ở bài tập số 2 nó liên quan tới cái cách xây dựng à, đề cương vận dụng thao tác lập luận sẽ có người ta yêu cầu như này, à, giả sử anh chị phải trình bày một luận điểm trong bài văn nghị luận bàn về một trong những phẩm chất mà người thanh niên ngày nay cần có, anh chị có thể tiến hành luyện tập theo các bước sau, Đấy, bước thứ nhất, bước thứ hai, bước thứ ba, vân, và các câu hỏi người ta nêu rõ trong phần này. Thế thì ở phần này à, thầy nhắc em một số những điểm cơ bản sau đây, à, ta tách thành là gì a nhỏ là bước 1 là phải chọn vấn đề cần nghị luận. Ví dụ khi ta chọn vấn đề cần nghị luận đây, thì ta cần phải định hướng là gì? Là chọn vấn đề cần nghị luận là bàn về một phẩm chất mà thanh niên cần có. Đấy. tất nhiên là thanh niên ngày nay. Thứ hai, cụ thể thì ta có thể lấy là ví dụ như tinh thần ham học hỏi của thanh niên hay là ví dụ như là bản lĩnh hay là gì đó. Ở đây thì ta sẽ chọn vấn đề là gì? Thanh niên thì cần có ý chí vươn lên cho học tập và trong công tác. Thế thì ở phần này à, ta sau đó ta tiến hành ở bước 2 là bước lập dàn ý. À, khi lập dàn ý cho cái vấn đề mà chúng ta vừa nói là thanh niên ấy cần phải có ý chí vươn lên học tập và công tác thì đầu tiên là chúng ta vẫn phải giới thiệu cái vấn đề cần nghị luận đó chính là gì thanh niên cần phải có ý chí vươn lên trong học tập và công tác thứ hai là phần giải quyết vấn đề thì ta cần phải chú ý là nổi bật một số nội dung sau đây à, thứ nhất là ta phải khẳng định cái ý chí vươn lên trong học tập và công tác là yêu cầu đúng đắn phù hợp với quy luật phát triển của con người ở thời đại mới đặc biệt là với cuộc sống của thanh niên thứ hai là tại sao lại cần phải có ý chí vươn lên à, Cho học tập công tác và rèn luyện Là bởi vì có mấy điểm sau đây à, Thứ nhất Thanh niên ngày nay thì Được thừa hưởng thành quả của cuộc sống hạnh phúc Và hầu như chưa nếm trải Những cái khó khăn gian khổ vất vả Thứ hai Là à, Có nhiều ảnh hưởng Của những cái mặt tiêu cực Trong đời sống xã hội Nó tác động đến tầng lớp thanh niên Đến thanh niên ngày nay Thứ ba Là vấn đề giáo dục lý tưởng cho thanh niên Đấy cũng chưa thật là Tốt Vâng Thế ngoài ra chúng ta cũng cần phải phê phán bác bỏ những cái việc làm sai trái của một bộ phận thanh niên trong thực tế hiện nay Đây, rồi ta từ đấy ta đề xuất vấn đề về cách phấn đấu rèn luyện của thanh niên uh, trong cái việc là gì nỗ lực để học tập công tác à, phần cuối cùng là phần chúng ta kết thúc vấn đề thì phải gì nêu được nhận thức và hành động của bản thân xung quanh uh, cái vấn đề là ý chí học tập và vươn lên trong công tác của thanh niên ở cái phần C nhỏ là cái bước 3 Thì chúng ta sẽ trình bày Cái phần chúng ta đã chuẩn bị trước lớp Các em có thể trình bày cả dàn ý Các em cũng có thể là gì Trình bày một số cái đoạn văn hoàn chỉnh Đã viết trong dàn ý Phần này chúng ta phải viết và sau đấy trình bày lại Ở bài tập số 3 này Thì Người ta yêu cầu nhiều vấn đề Đấy là viết đoạn văn triển khai một luận điểm khác Của dàn ý mà anh chị đã dựng trên lớp đấy, Thế rồi là uh, Trong quá trình luyện tập thì sẽ Uh, viết những cái viết cái okay, về một vấn đề một hiện tượng đang được quan tâm trong lớp trong nhà trường xã hội Và đây ví dụ như thầy gợi ý là nếu ta phải bàn luận một vấn đề mà đang được quan tâm trong đời sống nhà trường đấy, hiện nay đấy là vấn đề bạo lực học đường nhỉ? thì ta cần phải chú ý đầu tiên là ta mở bài trong phần mở bài thì phải nhấn mạnh rằng những cái hành động lời nói thô bạo những cái hành động bạo lực nó đang diễn ra rất phổ biến ở, ở môi trường giáo dục đặc biệt là trường học vì vậy nó tạo thành hiện tượng bạo lực học đường. Phần thân bài các em cần phải đảm bảo một số số ý sau đây. Thứ nhất là về khái niệm bạo lực học đường. Người ta hình dung rằng bạo lực học đường ấy nó là hành vi cư xử thô bạo, thiếu tính nhân văn. Bạo lực học đường cũng là cách ứng xử không thể hiện tính văn minh của thế hệ học sinh mà gì có giáo dục. Về biểu hiện thì bạo lực học đường có một số biểu hiện sau đây. Thứ nhất là lăng mạ xúc phạm dùng lời lẽ thô tục đối với bạn bè. À, thứ hai là làm tổn thương tới tinh thần của bạn bè. Thứ ba là thầy cô à, xúc phạm từ học sinh. Thứ tư là học sinh có thái độ không đúng với thầy cô. Đấy là chưa kể, nó còn là gì? Là à, những cái hành động thô bạo hoặc lời lẽ à, giữa các thầy cô với nhau. Về nguyên nhân dẫn đến hiện tượng bạo lực học đường ấy, người ta có thể chế một số nguyên nhân sau đây. Thứ nhất là bạo lực học đường thường có ảnh hưởng từ môi trường bạo lực, đấy, thiếu văn hóa. Thứ hai là bạo lực đường đường ấy à, nó xảy ra là do à, thấy các thế học sinh ngày nay thường bị à, thiếu cái sự quan tâm mà của giáo dục của gia đình. Thứ ba là môi trường giáo dục của nhà trường đối với học sinh nhiều khi cũng chưa hiệu quả. Thứ tư là xã hội thì dừng dưng trước những hành động bạo lực à, thường diễn ra trong đời sống xã hội và ở gia, à, nhà trường về hậu quả của bạo lực học đường ấy, người ta nhận thấy là gì? Đối với người bị bạo lực thì bạo lực học đường ấy à, nó tạo nên những cái ảnh hưởng về tinh thần và thể chất rất là nghiêm trọng, sâu sắc và có thể kéo dài. Thứ hai là những bạo lực học đường như vậy nó có thể gây ra những cái tức là khiến cho cái gia đình à, của người mà bị bạo lực ấy sẽ cảm thấy đau thương, à, thậm chí là bất ổn. Đối với lại cái người mà gây ra bạo lực thì bạo lực học đường à, sẽ khiến cho người à, gây bạo lực ấy nó phát triển một cách không hoàn thiện không toàn diện thứ hai là cái người gây bạo lực thường bị mọi người xa lánh chê trách lên án hơn về biện pháp thì nhìn chung người ta hiểu là gì là nhà trường à, cần phải có được cái gì biện pháp giáo dục nâng cao nhận thức à, của học trò vấn đề thứ hai là cha mẹ học sinh thì cần phải chăm lo à, quan tâm à, tới con cái định hướng uốn nắn À, cho con để tránh cái tình trạng bạo lực đường và cũng đồng thời là để bảo vệ cho con cái mình tránh khỏi việc bị đối xử thô bạo. Thứ ba là bản thân học sinh thì phải được giáo dục để có ý thức sâu sắc hơn về việc tự bảo vệ bản thân mình. Đấy, từ đấy chúng ta thể đi đến cái kết bài là khẳng định cần phải đẩy lùi nạn bạo lực học đường ra khỏi trường học. À, như vậy chúng ta sẽ hình dung rằng là gì? là để giải quyết được cái đề về bạo lực học đường này chúng ta phải sử dụng rất nhiều thao tác lập luận à, đấy là phân tích là giải thích là chứng minh là so sánh và vân là thậm chí là bác bỏ nữa à, ngoài ra thì ta nhận thấy là những cái áng văn hay người ta thường sử dụng rất nhiều cái bạo lực học, à, rất nhiều cái thao tác lập luận khác nhau à, như sau này mạo hiểm đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi mà vì mà khó vì lòng người ngại núi e sông xưa nay những đấng anh hùng làm đến những việc gian nan không ai làm nổi cũng là nhờ cái gian nan à, cái gan mạo hiểm ở đời không biết cái khó là gì có những kẻ ru rú như giãn ngày làm việc gì cũng chờ trời đợi số chỉ mong cho được một đời an nhàn vô sự sống lâu giàu bền còn việc nước việc đời không liên quan gì đến mình cả như thế gọi là sống thừa còn mong có ngày vùng vẫy trong trường cạnh tranh này thế nào được nữa hãy trông những bọn thiếu niên con nhà kiều dưỡng cả đời không dám đi đâu xa nhà không dám làm quen với một người khách lạ Đi thuyền thì sợ sóng, trèo cao thì sợ run chân, cứ áo buông trùng, quần đóng gót, tưởng thế là nho nhã, tưởng thế là tư tư vân, tư vãn mà thực ra không có lực lượng, không có khí phách. Hễ ra khỏi tay bảo hộ của cha mẹ hay có kẻ thế lực nào thì không có thể nào mà tự lập được. Vậy học trò ngày nay phải học tập sông pha, phải biết nhẫn nhục, mưa nắng cũng không lấy làm nhọc nhằn, đói rét cũng không lấy làm khổ sở. Phải biết rằng hay ăn miếng ngon hay mặc của tốt hãy ra khỏi nhà thì nhảy lên cái xe à, hãy ngồi quá giờ thì đã kêu gióng mặt vân ấy là những cách làm mình yếu đuối nhút nhát mất hẳn cái tinh thần mạo hiểm của mình đi như vậy trong cái đoạn viết về cái tinh thần mạo hiểm này thì nguyễn văn học đã sử dụng mà khá nhiều thao tác lập luận bao gồm chúng ta nhận thấy như là thao tác luận phân tích này ấy, rồi so sánh này bác bỏ này và chứng minh này điều đấy nó giúp cho cái bài viết của ông về tinh thần mạo hiểm nó trở nên uh, sâu sắc hơn và giàu sức thuyết phục hơn À, như vậy, ở bài hôm nay, tôi đã hướng dẫn các em à, luyện tập về vận dụng kết hợp các thao tác lập luận mà chúng ta đã học. À, bài tập này giúp các em củng cố một cách sâu sắc hơn các kiến thức về các thao tác lập luận như giải thích, chứng minh, phân tích, bình luận, so sánh và bác bỏ. À, Thầy hy vọng rằng các em sẽ nắm chắc à, kiến thức về các thao tác lập luận, đồng thời vận dụng kết hợp các thao tác lập luận một cách nhuẩn nhuyễn tốt nhất trong bài văn cũng như trong thực tế đời sống của mình sau này. Bảo chúng ta hôm nay sẽ dừng lại đây. Xin trân trọng cảm ơn các em đã chú ý theo dõi và hy vọng sẽ tiếp tục đồng hành của các em trong những bài học tới. Xin chào và tạm biệt các em.